À, đã bật nắp ra là không ngủ nghỉ ăn đấy nha. Trời ơi, em chơi. Bây giờ đây, bây giờ cho bò khô vào, cho một cái bò khô vào đó. Lắc như thế. Lắc đi, lắc mạnh vào, lắc mạnh vào. Lắc thôi nha. Đấy, em nhìn của chị hấp dẫn chưa? Đó. Hôm nay á, nếu mà không có em mang bò khô sang là chị chỉ ăn không thôi. Nhưng mà em mang bò khô sang nên là chị sẽ cho vào. Wow, chị chưa ăn bao giờ đâu đấy, đây là lần đầu tiên chị ăn món này. Cho chị nắp hộp vào đá, không là đổ rồi nắp lên. Không biết là cảm giác ăn nó sẽ thế nào nhờ. Hay nào, đúng rồi. Úi dồi, từ từ thôi. Wow, năm nay xoài thì mình nhiều quả quá, mình phải chọc mới được để làm món cho hai cân. Wow, được luôn cả hai quả ơi. Wow, không phải nữa. Đây rồi, quả này chín. Ôi giời. Chị đã làm gì đấy? Em sang đúng lúc thế, là nào cũng thế. Chị đã chọc xoài, hôm nay làm món xoài lắc ăn. Trời ơi, sao ngửi mùi chín vậy trời. Vào đây. Mang cái gì sang vậy? Bò khô á? Hay là chúng ta ngắt xoài, em cho thử bò khô ăn xem thế nào đi. Nhưng mà em nói chứ trẻ em không ăn được cay nên em sẽ ăn được. Được, cái của em sẽ ăn được. Bây giờ chị sẽ làm cho em trước nha. Sao cả đấy chị sẽ bắt lấy chị. Lắc bằng cái gì? Lắc bằng cái hộp này. Bởi vì bây giờ thì chị nghỉ rồi, mình ở nhà. Mình đang làm mấy cái món này ăn chơi cho nó vui. Đúng không? Làm này sai thế, không biết được ấy. Mà sao em biết được hôm nay sang ấy. Dở tí nữa chị mặt xong chị có gọi điện cho em sang. Ai ngờ em đã sang nhà chị luôn rồi. Hôm nay không sang, chả được đúng lúc. Chả được đúng lúc lắm ấy. Cả nhất cẩn thận ấy, không cho anh hàng xóm anh lại sang. Chị đảm bảo khi nào mà chị em mình bắt đầu lắc lên ăn là anh sẽ sang. Lần nào chị cũng thấy thế luôn ý. Được. Đó, quả này cho em này chín này, em không ăn được chua chua nên là chị may quá có quả này chín đấy. Đây là chị sẽ mắc cái chu nha. Chu chén đường thôi đúng không? Em có gì không? Ôi đập vô tôi không bỏ cái đấy của nhà chị đấy. Còn chị nha sẽ làm một món thật là ngon cho chị. Đó. Mùa này mà ăn mùi ăn xoài á, chị vừa bắt đấy. Rồi xoài con đá cháy luôn. Đường nha. Nhiều thế. Nhiều đường em không ăn được cay mà. Phải nắp vào. Cho em nắp. Em nắp đi. Để chị đi đến cái cốc để chị đổ em ra. Xong sau đấy chị sẽ làm của chị. Ủa, nó phải nắp. Được chưa? Đi. Rồi, của em chỉ có đường không thôi. Đó. Đây là xoài nắp đường thôi. Còn của chị nó mới đặc biệt. Chị ơi. Rồi. Rồi cho em nắp của chị nhá. Em ăn của em đi. Em ngon lắm. Gì đó. Chị em thôi. Được rồi, trước cho chị nó nắp. Bây giờ nhá, chúng mình sẽ chế biến món của chị nhá. Bỏ bỏ nó à, chua gì nha, chung chỉ có ngất ngay bằng cả tay thôi. Đây này. Cái quả này em xem chị làm nhá, để hôm nào em làm ý, để một lúc nó ngấm đường em. Nhưng mà của chú là trẻ con nên không thể tính tiền. Bây giờ chị phải làm cái món của chị này mới là ngon này. Đây mới chính là xoài lắc này, nó phải có đầy đủ gia vị cơ. Của chú không đầy đủ bởi vì chú chỉ là lắc đường thôi. Của chị bỏ khô với đường. Chị còn phải cho cả ớt cay vào nữa cơ. Cay bởi vì em không ăn được cay đúng không? Chị ơi chị à, cho vào chỗ là tụi chị đang gió đi. Đây đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ phải bọc xoài cho vào đây.
dao này rất là nguy hiểm đấy, nên là em cứ đứng xa xa ở chỗ đấy là được rồi, đừng lại gần chị nhá, nguy hiểm lắm đấy. Chị thích cái món này cực. Thì em không nhớ là mấy lần mình đi ăn trước đi. Quài này đảm bảo ngon bá cháy luôn. Em có thấy không? Rất nhiều người đang chảy nước miếng. Anh sẽ ăn như vậy rồi. Quá. Cái là gì? Mà lẽ sao nó mà quay sao nhà chị không cho nó sao lái đâu. Ê! Lên là ớt đi! Thế em nhắc được không? Ừ. Đây là muối ớt. Cay không? Cay. Cay như kinh điển không? Cay kinh điển luôn em. Đấy. Đó. Đặt cái nắp vào đi. Đúng rồi, xong mình sẽ đậy nắp này vào. Và rắc nó vào. Trời ơi, cái lỗ này nhỏ quá. Đấy. Chúng ta phải cho cái ớt này nó mới ngon các em ạ. Không sao là em nhớ trước mình ăn rồi. Đấy, trước mình ăn rồi đấy. À, thấy chưa? Nhìn của Su làm gì có màu mè gì. Của chị nó mới màu mè này, nó mới đẹp chứ. Rắc như này nó mới vỡ được cái hạt này ra. Thì nó mới ấm vào. Wow, có mùi chưa? Có mùi chưa? Có mùi ớt chưa? Có mùi ớt chưa? Nó đã mùi ớt vào. À, thế em nhìn thấy màu của mình không? Ôi, đấy chỉ có màu của mình thôi. Đây, cái này thì cho đường vào. Đó. Chị phải cho thêm một ít ớt nữa mới ngon. Trời. Em má cháy ớt rồi. Má cháy ớt luôn. Xong. Chúng ta sẽ cho nắp hộp vào, nó cho đậy vào. À, không mà cô. Hả? Đấy mới có bỏ hộp, nắp cái nắp. Đây nha. Đây. À, đã bật nắp ra đã không còn nghỉ ăn nữa nha. Em chỉ chờ thôi. Em chơi. Được chưa? Đây, bây giờ cho màu khô vào. Cho một cái màu khô vào đó. Lắc như thế. Lắc đi, lắc mạnh vào. Lắc mạnh, lắc mạnh vào. Lắc thôi nha. Được rồi. Được chưa? Đấy, em nhìn của chị hấp dẫn chưa? Đó. Hôm nay á, nếu mà không có em mang bò khô sang là chị chỉ ăn không thôi. Nhưng mà em mang bò khô sang nên là chị cho vào. Wow, chị chưa ăn bao giờ đâu đấy, đây là lần đầu tiên chị ăn. Em nắp cái cho chị nắp hộp vào đá. Không là đổ rồi nắp lên. Không biết là cảm giác ăn nó sẽ thế nào nhờ. Thay vào đúng rồi. Úi dồi, từ từ thôi. Không là đổ ra là mất ăn đó. Ôi nhìn này, ủa ngon nhờ. Món này nhiều hấp dẫn thế. Cái tay nó thôi chị. Wow, trời ơi, ngon chưa? Đảm bảo là ngon luôn. Wow, chị sẽ ăn thử luôn, cô ăn của tôi đi. Wow, chị sẽ ăn thử một miếng xoài và một miếng bò khô. Ngon tuyệt, ăn, ăn đi, ăn đi. Cây cây ấy, cây cây ấy. Đấy, của chị cũng ngon lắm. Ngày trước chị ăn xoài, xoài lắc thôi. Nhưng mà chị chưa cho bỏ khô, đây là lần đầu tiên chị cho vào. Một cảm giác vô cùng tuyệt vời, ngon lắm. Má ơi, cho thêm chuối vào. Món này chị không dám thử đâu nha. Trước em làm thử rồi. Ăn ngon lắm. Ừ, nhưng mà ngon lắm. Thì nó đỡ cay hơn đấy. Đây là bỏ khô à? Bảo em sang đây. Chỉ có món gì? Cái này là gì? Không lạ à? Không lạ à? Cái em làm được không qua rồi. Nhưng em bây giờ làm cho bỏ khô như này. À, em ăn được cay đâu nhỉ? Em làm cho bỏ khô cho mẹ em. Em cho bỏ khô cho mẹ em à? Ừ. À, thế à? Nhưng mà ngon quá. Em có đường cho em cơ. Thế à? Nó vừa cay cay, nó vừa ngọt ngọt, nó vừa dai dai. Ui, ngon tuyệt vời luôn. Ôi trời, anh quay đang thèm thể ớt rồi kìa. Ừ. Anh ơi, anh muốn ăn thử không? Món gì đây? Khoai lắc.
bò khô anh ạ. À. Khoai lắc bò khô à? À anh chưa ông... nghe món này bao giờ. Đảm bảo anh luôn, anh nhìn này. À. Nhưng mà bình thường mà món này như ăn xong có tào tháo không đấy? Anh ơi yên tâm đi nhá, em đã mua sẵn một lọ bếp benzin rồi anh ơi. Anh nhìn này đấy, một miếng xoài và chúng ta sẽ kèm với một miếng màu khô. Em cho anh ăn thử luôn. Đó, à. Đảm bảo anh sẽ chưa bao giờ có món nào ngon như thế luôn. Ngon không anh? Ngon quá. Ngon đúng không? Ừ. Đây là một phát minh mới của em đấy. Và công nhận là ngon thật. Năm nay em sẽ ăn bá chế món này luôn. Ngon chưa? Ngon nhưng mà em thấy là chị có thể là cho ít đường hơn để cho ngọt hơn. À thôi mình cao hình nhiều. À thế à? Hơi ngọt à? Hơi ngọt à? Của Thu là món gì đấy? À, quả là hết đường. Đấy, cho anh em quay em thử lên nào. Xin miếng à? Quả của em Thu ngọt rồi. Ngọt hết. Ngọt quá hả anh? Em Thu ăn đi. Anh làm một miếng này. Ngon chưa? Nè. Rất là ngon đúng không anh? Ừ, rất là ngon. Món này lạ đấy. Lạ đúng không anh nhở? Không thể ngon đấy. Đang ăn xong rồi uống bếp benzin ấy. Ôi em không nghĩ là kết hợp giữa bò khô và cho vào xoài lắc lại ngon đến như thế đâu. Bởi vì cái vị của nó rất là lạ mà ngon luôn. Rất là ngon luôn. Đảm bảo ngon. Ngon. Trời ngon lắm. Ăn ngon thử. À đây là đầu tiên chị ăn mà chị thấy vị cũng ngon luôn. Xoài rất là giòn. Ngon. Em ăn cơm ở nhà nên là em cũng ăn no rồi nên là em sẽ ăn được một cái gì. Thế bây giờ chị em mình đi chơi đi. Ngon quá. Cho anh quay một miếng. Hôm qua anh có ăn không? À, xin nữa à. Anh ơi anh. Mấy khi được ăn món lạ như này. Nhưng mà anh thấy ngon đúng không anh? Ừ rất ngon. Mình cứ bé bé thôi. Ăn vợ thu thì không phải... cho vào đây ngang mồm ra đây không nuốt được. Miệng em miệng anh quay giống như là miệng ấy mà. Con chưa anh nhìn này. Đấy. Chị gắp không cả miệng của anh quay luôn ấy. Các em ơi các em hãy thử làm món này đi nhé. Chị đảm bảo ngon vô cùng luôn. Chị lần đầu tiên chị làm mà chị thấy là kết quả rất là ngon. Anh quay không bao giờ ăn xoài dầm đâu. Nhưng hôm nay sầm với này anh còn kêu ngon. Các em ạ, các em thử đi nhé. Chúng mình cho một ít bò khô vào. Lắp đảm bảo ngon vô cùng. Chị ăn mà chị thấy là đang ngon lắm ấy. Thì em là chị ngủ đi chị ăn hết. Các em biết không, mình làm được bò khô mình cũng phải cho chanh vào ăn để cho nó mềm hơn đúng không? Bây giờ nó có vị chua của xoài vào. Nó rất là hợp lý và ngon cực kỳ ghê. Xoài lắc bò khô ngon tuyệt. Ngon. 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 Ôi, anh quay ngoan đâu. Ôi, để em. Chúng ta đi dọn đồ đi. Bởi vì chúng ta đang bày ở đây rất nhiều rồi. Chị ơi, em đi về trước đây. Ủa, ăn xong không dọn rồi đi về luôn hả? Thế thì chờ. Thì, à lại dọn đấy chị. Thôi thì mình dọn thôi. Ngon thuốc, cảm ơn bò khô của Thu nhá. Không có bò khô của Thu là hôm nay chị không có món ngon như thế đâu. Vì vậy mà chúng ta phải cảm ơn bạn Thu rất là nhiều luôn. Bạn ấy đã mang đến và để cho chị làm có một món rất là ngon. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.